Tin nóng bóng đá mùng 10 tháng 6, huấn luyện viên tuyển Ý tự tin bảo vệ ngôi vương, tuyển Anh đắt giá nhất giải đấu. Trong trận giao hữu sáng nay giữa tuyển Argentina cùng đội tuyển Ecuador, những cổ động viên nhiệt thành nhất của môn thể thao vua đã không thể thấy được sự xuất hiện của siêu sao Lionel Messi ngay từ đầu. Mãi đến phút thứ 56, ngôi sao đang chơi bóng tại Mỹ trong màu áo của câu lạc bộ Inter Miami mới có được cơ hội vào sân thi đấu. Messi đã vào sân để thay thế cho Angel Di Maria, chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu ngày hôm nay. Di Maria ghi bàn ở phút 40, xuất phát từ tình huống tấn công bên cánh phải của nhà đương kim vô địch thế giới. Cựu ngôi sao của Manchester United đã có một tình huống dứt điểm bằng chân trái chuẩn mực, đánh bại hoàn toàn thủ thành Hernan Galinde bên phía đối thủ. Mặc dù trong những phút sau đó, các thủ bên phía Argentina đã tạo ra rất nhiều cơ hội, tuy nhiên tỷ số 1-0 chính là kết quả cuối cùng của trận giao hữu kể trên. Huấn luyện viên Luciano Spalletti vừa qua đã cùng những người học trò của mình có được chiến thắng 1-0 trước tuyển Bosnia Herzegovina. Đây có thể gọi là bài test cuối cùng trước khi đoàn quân áo thiền thành bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Euro trên đất Đức. Phát biểu sau khi đánh bại tuyển Bosnia và Herzegovina, Luciano Spalletti đã tự tin khẳng định như sau: "Trong trận đấu hôm nay, những cầu thủ của tôi đã có một ngày làm việc rất tốt. Những người học trò của tôi đã chuẩn bị hoàn hảo về cả thể chất cũng như tâm lý thi đấu. Chính vì vậy, trong chiến dịch Euro sắp tới, bản thân tôi cùng ban huấn luyện đội tuyển vô cùng tự tin. Mọi người có thể nhìn vào những con người mà tôi đang sở hữu trong tay. Tuyển Italia chắc chắn là một trong những tập thể mạnh tại Đức sắp tới. Bảo vệ ngôi vô địch bằng mọi giá, đó chính xác là điều mà tôi luôn nói với cầu thủ mỗi ngày." Với trận hòa không đều vừa qua trước Canada, tuyển Pháp đã hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng của mình để hướng đến việc chinh phục chiếc cúp bạc Euro năm nay tại Đức. Dù vậy, với kết quả hòa không đều, chắc chắn rằng sẽ chẳng có bất kỳ người hâm mộ nào của Pháp cảm thấy hài lòng. Trên thực tế, trong trận giao hữu sáng nay, Kylian Mbappe cùng những người đồng đội của mình cũng chỉ kiểm soát bóng 51% so với 49% của Canada. Bản hợp đồng bom tấn của Real là Mbappe cũng chỉ được vào sân ở phút 74 và cũng tạo ra rất ít sự khác biệt ở trên sân. Sau khi trận giao hữu nói trên kết thúc, đã có một bộ phận rất lớn những cổ động viên của tuyển Pháp lo ngại rằng nếu vẫn giữ phong độ hiện tại cũng như là quá phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của Kylian Mbappe, thầy trò Didier Deschamps sẽ khó có cơ hội làm nên chuyện tại Đức trong chiến dịch sắp tới. Theo những cập nhật mới nhất từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Al-Nassr đang lên kế hoạch để đàm phán với lão bà thành Turin, Juventus về một thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Wojciech Szczesny. Được biết, Szczesny hiện tại chỉ còn hợp đồng với lão bà cho đến tháng 5 năm 2025. Và dường như, ban lãnh đạo của đội chủ sân Juventus Allianz cũng đang tính toán đến việc chia tay ngôi sao sinh năm 90 để tìm kiếm những cái tên trẻ trung hơn cho vị trí số 1 ở khung thành. Dù đã 34 tuổi, tuy nhiên cựu cầu thủ Arsenal vẫn được nhiều chuyên gia thể thao hàng đầu tại Italia đánh giá rất cao về mặt phản xạ cũng như sự ổn định khi thi đấu. Dự kiến những cuộc thảo luận giữa Juventus và Al-Nassr sẽ được tiến hành trong vài ngày tới. Nhiều khả năng trong mùa giải năm sau, Wojciech Szczesny sẽ chuyển sang châu Á thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Al-Nassr cùng với Cristiano Ronaldo và Sadio Mane. Theo những cập nhật từ tờ Daily Mail cho biết, mặc cho những kết quả không như ý trong thời gian vừa qua, tuy nhiên những cổ động viên của tuyển Anh vẫn có thể tự hào rằng đội tuyển con cưng của họ hiện tại chính là tập thể được định giá cao nhất Euro năm nay. Theo đó, tổng giá trị cầu thủ trong đội hình mà huấn luyện viên Gareth Southgate đang có trong tay có giá là 1,2 tỷ bảng. Trên thực tế, thống kê trên không gây quá nhiều bất ngờ đối với các cổ động viên bóng đá trên toàn thế giới, bởi vì vào lúc này, nhà vô địch World Cup năm 1966 đang sở hữu rất nhiều sao số trong đội hình như Jude Bellingham, Phil Foden và Bukayo Saka. Và nhiều đầu báo uy tín trên thế giới cũng nhận định rằng Jude Bellingham chính là ngôi sao đắt giá nhất giải đấu. Cầu thủ đang khoác áo Real Madrid hiện đang được định giá khoảng 150 triệu bảng. Xếp dưới tuyển Anh trong danh sách giá trị đội hình chính là tuyển Pháp với 1,04 tỷ bảng. Bồ Đào Nha xếp thứ 3 với 890 triệu bảng, Tây Ban Nha xếp thứ 4 với giá trị 820 triệu bảng và Đức là đội tuyển được Daily Mail xếp thứ 5 khi có giá trị đội hình khoảng 722 triệu bảng. Tuyển Hà Lan, Ý và Bỉ lần lượt xếp ở các vị trí thứ 6, thứ 7 và 8. Hai cái tên cuối cùng trong top 10 chính là Đan Mạch với giá trị 367 triệu bảng và tuyển Ukraine được định giá 322 triệu bảng. Sau khi có được màn trình diễn vô cùng đáng khen trong chiến thắng 5 sao mới nhất của tuyển Tây Ban Nha trước Bắc Ireland vừa qua, ngôi sao đang thi đấu trong màu áo của Barcelona là Pedri đã khiến cho rất nhiều cổ động viên của La Roja cảm thấy vô cùng phấn khích khi đã có những phát biểu đáng chú ý như sau: "Tôi cực kỳ hạnh phúc với chiến thắng vừa qua của đội tuyển và càng hạnh phúc hơn bởi vì bản thân tôi đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Tôi biết rằng trong mùa giải ở câu lạc bộ vừa qua, những chấn thương của tôi đã khiến người hâm mộ lo lắng rất nhiều. Tuy nhiên hãy quên chúng đi. Những chấn thương đã là quá khứ và lúc này thể lực cũng như sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi đang cực kỳ hào hứng để bắt đầu chiến dịch Euro lần này
cùng những người đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha. Trong chiến thắng 3-2 vừa qua của tuyển Brazil trước đối thủ Mexico, những cổ động viên của đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thủ môn số 1 của họ Alisson Becker xuất hiện với một số áo rất lạ trên lưng. Thay vì xuất hiện với số 1 như bình thường, thủ thành đang thuộc biên chế của Liverpool đã mang trên lưng số áo 110. Theo đó, lý do khiến Alisson lựa chọn số áo lạ lùng trên chính là động thái tri ân của cầu thủ tuyển Brazil nhằm kỷ niệm 110 năm thành lập Liên đoàn bóng đá nước này. Theo những tiết lộ từ các đầu báo lớn tại đất nước của những vũ công Samba cho biết, nhằm thực hiện hành động trên, các quan chức bóng đá của nước này đã cần rất nhiều thời gian cũng như thủ tục rắc rối trình lên Comenbol để được sử dụng số áo đặc biệt này. Trên đây tôi vừa update cho các bạn những thông tin nóng hổi về chuyển động của thế giới bóng đá trong vài giờ vừa qua, và trong phần tiếp theo của chương trình Tin đồng bóng đá ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin thú vị khác của làng Túc Cầu. Theo những cập nhật mới nhất từ tờ The Goal cho biết, sau khi kết thúc triều đại có thể gọi là chưa thật sự thành công tại Barcelona, Xavi dường như sẽ lựa chọn Premier League để tiếp tục phát triển sự nghiệp, huấn luyện của mình trong tương lai. Mặc dù Xavi vẫn đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng cùng với gia đình của mình, tuy nhiên theo những đầu báo lớn như The Sun hay The Telegraph cho biết, ngay vào lúc này đang có rất nhiều đội bóng trung bình khá ở xứ sở sương mù rất muốn có được sự phục vụ của cựu cầu thủ người Tây Ban Nha. Dù vẫn chưa có bất kỳ phát biểu chính thức nào về câu chuyện trên, tuy nhiên dường như Xavi cũng rất muốn chuyển đến Anh làm việc trong thời gian sắp tới. Cách đây vài giờ, João Felix đã chính thức lên tiếng nhằm trấn an những người hâm mộ của mình về tương lai của bản thân. Cựu cầu thủ Chelsea đã nói với tờ Sport ở Tây Ban Nha như sau: "Tôi vẫn còn hợp đồng với Atlético, chính vì thế tương lai của tôi hơi rắc rối một chút. Dù vậy, người đại diện của tôi đang tích cực đàm phán với Atlético cũng như Barcelona về một thỏa thuận tiếp tục ở lại Camp Nou trong tương lai." Bạn biết đấy, khi chúng ta nói về các câu chuyện hợp đồng sẽ mất rất nhiều thời gian để thương thảo. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng rằng bản thân mình có thêm thời gian ở Barcelona. Tôi yêu đội bóng này và rất muốn được chơi bóng lâu dài ở đây. Cách đây vài giờ, nhà báo người Italia Fabrizio Romano cho biết, người đại diện của ngôi sao Federico Chiesa là Fali Ramadani đang rất tích cực thảo luận với các đại diện lớn của bóng đá châu Âu nhằm lựa chọn một bến đỗ phù hợp cho thân chủ của mình. Trên thực tế, mặc dù vẫn thể hiện được giá trị của bản thân tại Juventus, khi cầu thủ sinh năm 97 này đã có được 9 bàn thắng sau 33 lần ra sân cho lão bà thành Turin, tuy nhiên dường như Chiesa đang rất muốn tìm kiếm cho mình một bến đỗ tiềm năng hơn trong tương lai. Hiện tại, Chiesa sẽ kết thúc hợp đồng với Juventus vào tháng 6 năm 2025. Chính vì thế, nếu như được đề nghị một cái giá hợp lý, nhiều khả năng ban lãnh đạo của lão bà sẽ bán đứt Federico Chiesa ngay lập tức. Theo trang Transfermarkt cho biết, Chiesa hiện tại đang có giá trị khoảng 40-45 triệu euro. Theo những cập nhật từ các đầu báo lớn tại xứ sở sương mù cho biết, tương lai của Jadon Sancho vào lúc này tại nửa đỏ thời Manchester chắc chắn sẽ kết thúc, mặc cho giai đoạn trước đó cầu thủ người Anh đã có những màn trình diễn vô cùng đáng khen trong màu áo của nhà đương kim áo quần Champions League Borussia Dortmund. Theo tờ The Telegraph tiết lộ, chỉ cần có bất kỳ đội bóng nào chi ra số tiền khoảng 40 triệu bảng, câu lạc bộ ấy sẽ ngay lập tức có được sự phục vụ của Sancho. Theo Fabrizio Romano cho biết, quyết định bán Jadon Sancho sẽ chắc chắn được triển khai mặc cho tương lai của Erik ten Hag có ra sao đi nữa. Nhiều nguồn tin cho rằng tập đoàn Ineos và đứng đầu là chủ tịch Sir Jim Ratcliffe không hài lòng với thái độ cả trong và ngoài sân cỏ của cầu thủ sinh năm 2000. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi chương trình Tin đồng bóng đá được ekip của tôi sản xuất và đăng tải hàng ngày trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hy vọng rằng các bạn sẽ để lại một like cũng như một lượt đăng ký để làm động lực cho team phát triển trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.